Thưa quý vị, điểm khác biệt của thông tư chính thức lần này là đã kéo dài thời gian hiệu lực thêm 6 tháng so với dự thảo được đưa ra ban đầu. Có nghĩa là việc cơ cấu lại các khoản nợ sẽ được thực hiện từ nay kéo dài cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các khoản nợ được cơ cấu bao gồm là các khoản vay và cho thuê tài chính. Đáng nói là thông tư cũng đã mở rộng hơn, áp dụng cho cả khoản vay dành cho sản xuất kinh doanh và cả các khoản vay dành cho phục vụ đời sống tiêu dùng. Các ngân hàng thương mại sẽ được quyền chủ động xem xét đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu khoản nợ với thời hạn tối đa là không quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại. Hiểu nôm na là quy định này thì sẽ giúp cho các khách hàng đến hạn sẽ không phải trả nợ ngay, không bị xếp vào nhóm nợ xấu, mà thay vào đó họ sẽ có thêm một khoảng thời gian để thu xếp và giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm điều kiện phục hồi sản xuất.